Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD dự đoán châu Á vẫn là điểm sáng của tăng trưởng toàn cầu. Theo OECD, tăng trưởng toàn cầu đạt 2,7% trong năm nay, đánh dấu tỷ lệ hàng năm thấp thứ hai kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009, không tính năm đại dịch 2020. OECD cũng dự đoán, trong khi nền kinh tế toàn cầu có thể giảm tốc hơn nữa, châu Á được kỳ vọng sẽ vẫn là một điểm sáng. Với lạm phát dự kiến sẽ duy trì ở mức vừa phải, theo đó, các nền kinh tế hàng đầu châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia sẽ dẫn đầu về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội khi lần lượt đạt 6%, 5,4% và 4,7%. Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu của OECD cũng cho thấy, lạm phát trung bình của các nước OECD sẽ giảm xuống 6,6% trong năm nay sau khi đạt đỉnh 9,4% trong cả năm 2022. Lạm phát lương thực là mối lo ngại của các chính phủ châu Âu và Pháp đã rất tích cực trong việc thúc đẩy giảm giá, Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire hôm qua cho biết, các công ty thực phẩm hàng đầu tại nước này đã cam kết giảm giá hàng trăm sản phẩm từ tháng tới. Theo ông, nếu không tuân thủ, các công ty này sẽ phải đối mặt với các biện pháp chế tài. Ông Bruno Le Maire cho biết, mì ống, thịt da cầm và dầu thực vật sẽ nằm trong danh sách các loại thực phẩm được giảm giá. Ông cũng cảnh báo rằng nếu 75 công ty thực phẩm tạo 80% thực phẩm tại Pháp không thực hiện đúng cam kết, họ sẽ bị nêu tên trước công chúng. Bộ Tài chính Pháp cũng cảnh báo sẽ lấy lợi nhuận không thích đáng từ các công ty thực phẩm. Trong đó, bộ này sẽ xem xét đến thuế đặc biệt nếu ngành sản xuất thực phẩm không giảm gánh nặng giá cho người tiêu dùng. Trước đó, chính phủ Pháp đã thể hiện bất bình khi giá thực phẩm tại các siêu thị vẫn ở mức cao kỷ lục trong những tháng gần đây, bất chấp việc chi phí cho nguyên liệu thô đã giảm. Bộ Kinh tế Ukraine hôm qua cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này đã giảm 10,5% trong quý đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước. Bộ này cho biết mức giảm ít hơn so với dự kiến, cho thấy nền kinh tế đang thích nghi nhanh hơn với tình hình xung đột. Bộ Kinh tế Ukraine ban đầu dự kiến GDP của nước này sẽ giảm 14,1% trong quý đầu năm 2023. Bà Julia Viridenko, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine cho biết, chính phủ nước này vẫn tiếp tục tập trung vào việc ổn định tình hình trong lĩnh vực năng lượng và giúp giải quyết các vấn đề hậu cần cho hàng xuất khẩu của Ukraine kinh tế Ukraine đã trục giảm khoảng 33% trong năm ngoái do tác động của cuộc xung đột với Nga. Chính phủ và giới phân tích dự báo, năm nay Ukraine sẽ tăng trưởng nhẹ. Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Quốc hội Indonesia, ông Said Abdullah hôm qua cho biết, cơ quan này đã phê duyệt khoảng bổ sung 15.000 tỷ rupi, tương đương với 1,01 tỷ đô la Mỹ, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng thủ đô mới Nusantara trên đảo Borneo. Theo ông Said Abdullah, số tiền bổ sung nói trên sẽ được dùng để xây dựng trong năm nay. Bên cạnh 22.000 tỷ rupi được phân bổ trước đó để phát triển thủ đô Nusantara. Trả lời tại phiên điều trần cùng các bộ trưởng, ông Said Abdullah cho biết, Tổng thống Indonesia có thể chuyển đến thủ đô mới vào tháng 6 năm 2024. Indonesia đang đẩy nhanh việc xây dựng hoàn thiện các cơ quan hành chính quan trọng tại thủ đô mới vào giữa năm 2024, bao gồm dinh tổng thống và các tòa nhà của các bộ chủ chốt, với hơn 16.000 công chức quân đội và cảnh sát sẽ chuyển đến đó vào năm tới. Tổng thống Joko Widodo đã cam kết rằng chỉ 20% trong tổng chi phí 32 tỷ đô la Mỹ của dự án đến từ ngân sách của chính phủ, phần còn lại là từ khu vực tư nhân. Bộ tài chính Thụy Sĩ hôm qua thông báo chính phủ nước này đã ký một thỏa thuận cung cấp bảo lãnh trị giá 9 tỷ francs, tương đương với 10,01 tỷ đô la Mỹ với UBS nhằm giảm rủi ro mà ngân hàng này phải gánh chịu sau thương vụ mua lại Credit Suisse. Thông báo của Bộ trên nêu rõ, chính phủ Thụy Sĩ sẽ cấp cho UBS khoản bao lãnh trị giá 9 tỷ franc để bù đắp cho các chi phí phát sinh trong quá trình thanh lý tài sản qua Credit Suisse, theo đó hoàn tất việc tiếp quản. Khoản bảo lãnh sẽ chỉ có hiệu lực nếu tổn thất từ việc thanh lý các tài sản này ở trong khoảng từ 5 đến 9 tỷ franc. Chính phủ Thụy Sĩ nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của cả chính phủ lẫn UBS là giảm thiểu những tổn thất và rủi ro tiềm ẩn để tránh trường hợp phải sử dụng tối đa khoản bảo lãnh. Thông báo của chính phủ và UBS không đề cập đến hướng giải quyết trong trường hợp các khoản thiệt hại vượt hẳn mức 14 tỷ franc, gồm khoảng lỗ 5 tỷ franc mà UBS phải gánh liên quan đến việc mua lại và 9 tỷ franc chính phủ chi trả cho bảo lãnh. Thưa quý vị, các chỉ số chủ chốt trên thị trường phố Wall tăng nhẹ trong phiên giao dịch hôm qua nhờ đà tăng của cổ phiếu hai hãng xe General Motors (GM) và Tesla. Sau khi hai hãng đạt thỏa thuận về sử dụng trạm sạc nhanh, trong khi đó giới đầu tư vẫn có xu hướng án binh bất động chờ dữ liệu lạm phát và kết quả cuộc họp của cục dự trữ liên bang Fed vào tuần tới. Khép phiên cuối tuần, chỉ số Dow Jones tăng 0,13% đạt 33.877 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp. Chỉ số S&P 500 tăng 0,11%, chốt ở mức 4.299 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,16% đạt 13.259 điểm. Cổ phiếu của hai hãng xe Tesla và GM lần lượt tăng 4% và 1% trong phiên ngày hôm qua. Trong đó, cổ phiếu Tesla kéo dài chuỗi tăng điểm sang ngày thứ 11. Đà tăng của cổ phiếu Tesla cùng với sự phục hồi của 6 cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn khác từ đầu năm đến nay đã góp phần rất lớn giúp chỉ số S&P tăng hơn 20% so với mức thấp nhất được ghi nhận vào ngày 12 tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, một bộ phận giới đầu tư tỏ ra lo ngại trước tình huống này. Ông Michael Jones, giám đốc điều hành công ty phát triển phần mềm Caravan Concept, cho biết. Đà phục hồi của chỉ số 500 cổ phiếu chỉ dựa trên 7 cổ phiếu thường sẽ dẫn đến một đợt điều chỉnh giảm rất sâu. Thời điểm này, Fed nên đưa ra tín hiệu rõ ràng về việc ngưng thắt chặt chính sách tiền tệ. Nếu không, 2024 sẽ là một năm khó khăn đối với thị trường. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu làm phát, dự kiến được công bố vào ngày 13 tháng 6. Cùng ngày, Fed bắt đầu cuộc họp chính sách. Theo công cụ dự báo lãi suất CME FedWatch, 71% khả năng cơ quan tiền tệ này sẽ tạm dừng tăng lãi suất. Điều này ngược lại với nhận định của nhiều chuyên gia. Bà Amy Kong, giám đốc công nghệ thông tin tại công ty quản lý tài sản tư nhân CI Barrett, cho biết Chúng ta đã chứng kiến báo cáo việc làm tăng trưởng mạnh mẽ vào tuần trước. Ngân hàng Trung ương Úc và Canada cũng đều tăng lãi suất. Làm phát ở Mỹ vẫn đang vượt qua tầm nhìn mục tiêu của Fed. Kinh tế Mỹ vẫn đủ mạnh mẽ cho một lần tăng lãi suất nữa. Trên thị trường năng lượng, giá dầu tiếp tục đà giảm trong phiên giao dịch hôm qua, bất chấp nỗ lực giảm sản lượng để tăng giá quả rập xe Cụ thể giá dầu thô giao sau giảm 1,17 đô la, còn 74,79 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu WTI giao sau giảm 1,12 đô la, xuống 70,17 đô la Mỹ một thùng. Chuyên gia phân tích Giovanni Stavono tại ngân hàng UBS nhận định Giá dầu hiện đang rất dễ bị ảnh hưởng bởi các thông tin về nguồn cung. Các nhà đầu cơ dầu có lẽ sẽ còn đứng ngoài thị trường cho tới khi lượng dầu tồn kho giảm mạnh hơn. Trên thị trường kim loại quý, vàng cũng giảm giá trong phiên giao dịch hôm qua do nhà đầu tư bắt đầu chốt lãi. Theo đó, hợp đồng vàng giao tháng 8 giảm 1,40 đô la Mỹ, đóng cửa ở mức 1977,2 đô la Mỹ một ounce. Thưa quý vị, kinh tế Trung Quốc đang dần mất đà phục hồi mạnh mẽ giai đoạn hậu đại dịch Covid-19. Dữ liệu do chính phủ nước này công bố cho thấy nhu cầu suy yếu đang đè nặng lên lĩnh vực sản xuất. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục ở thanh niên và chi tiêu của người tiêu dùng vẫn ở mức thấp. Cũng vẽ nên bức tranh mờ nhạt đối với tăng trưởng của một trong những nền kinh tế hàng đầu châu Á. Thành phố Nghĩa Âu của Trung Quốc nổi tiếng với khu chợ bán đủ thứ trên đời với giá cả rất phải chăng. Gia đình anh Hoang Junji bán đồ trang trí tại chợ đã hơn 20 năm. Theo anh, hiện tại các vấn đề hậu cần trong thời gian đại dịch Covid-19 đã được giải quyết, nhưng sức mua vẫn chưa phục hồi. Anh nói, Chính phủ đã dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19, điều đó khiến tôi thấy rất phấn khởi, nhưng sức mua phục hồi quá chậm so với mong đợi. Theo giới chuyên gia, đà phục hồi sau dịch ở Trung Quốc đã qua giai đoạn cao điểm hậu đại dịch COVID-19. Các số liệu gần đây cho thấy nhập khẩu của nước này trong tháng 5 dự kiến giảm 8%, Sản lượng công nghiệp không đạt mức kỳ vọng khi chỉ số quản lý mua hàng sản xuất PMI giảm xuống 48,8 trong tháng 5 và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên ở mức cao kỷ lục, chạm ngưỡng 20,4% trong tháng 4. Theo giới chuyên gia, nhu cầu suy yếu đang giới hạn tốc độ phục hồi trong lĩnh vực sản xuất. Ông James Lauren Sisson, thuộc Đại học Công nghệ Sydney, cho biết tâm lý lạc quan về khả năng phục hồi bùng nổ của Trung Quốc trong 12 tháng kể từ sau khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đang dần mờ nhạt. Chi tiêu nội địa tiếp tục giảm do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Anh Luo, người dân ở Nghĩa Ô, cho biết Do kinh tế đã chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19, giờ nhiều cửa hàng bắt đầu bán các bữa ăn đóng gói sẵn với giá thấp hơn để thu hút khách. Quá trình phục hồi kinh tế có thể cần nhiều thời gian hơn. Dữ liệu cũng cho thấy du khách có xu hướng chi tiêu ít hơn Chuyên gia Jimin Chen tại Đại học Macquarie cho biết, nguyên nhân chính là người dân bắt đầu lo lắng về công việc của mình trong tương lai khi chứng kiến làn sóng cắt giảm nhân sự tại các doanh nghiệp cùng với lĩnh vực tư nhân có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Bất chấp tình hình ảm đạm, nhiều doanh nghiệp vẫn lạc quan rằng thời gian khó khăn nhất là đại dịch Covid-19 đã qua đi và mọi thứ sẽ sớm ổn định trở lại. Anh Hoang Junji nói thêm: "Sau 3 năm khó khăn vì đại dịch Covid-19, nhưng chúng tôi vẫn trụ lại được, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn thôi." quý vị khán giả vừa đến với bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của đài phát thanh và truyền hình đồng nai thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại